Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 11, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Nông tham gia thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi. Gỡ khó về khai trường cho công ty nhôm Đắk Nông TKV. Khai mạc giải bóng truyền vô địch quốc gia tại Đắk Nông. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, ngày mùng 3 tháng 11, Quốc hội dành cả ngày thảo luận luật đất đai sửa đổi. Dự án luật đất đai sửa đổi đã được Quốc hội cho ý kiến hai lần tại kỳ họp thứ tư, thứ năm và được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chính phủ tổ chức họp nhiều lần để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và đã được đưa ra xin ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tham gia thảo luận về dự án luật này. Đoàn Đại biểu Quốc hội Đắk Nông có ba đại biểu tham gia thảo luận sâu về một số nội dung tại dự án luật. Ngoài góp ý cụ thể một số nội dung, câu từ, cơ bản, các đại biểu Quốc hội Đắk Nông đánh giá cao những tiếp thu, trình lý mang tính chiều sâu, bám sát thực tiễn của cơ quan soạn thảo tại dự thảo luật đất đai sửa đổi trình tại kỳ họp lần này. Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung vừa kiểm tra công tác mặt trận năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông. Theo đánh giá. Năm 2023, mặt trận các cấp tỉnh Đắk Nông đã khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra. Cụ thể, mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ kịp thời nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai hiệu quả, phát huy vai trò trong công tác giám sát phản biện xã hội mặt trận tổ quốc các cấp xây dựng và triển khai thực hiện 33 nội dung tại 41 cơ quan, đơn vị, tổ chức. Bên cạnh đó, mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Đắk Nông đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, các chương trình an sinh xã hội hơn 25 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 77 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên vừa chủ trì cuộc họp tổ 1644 để xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của công ty nhôm Đắc Nông, TKV. Công ty nhôm Đắc Nông cho biết, trong 11,8 ha mà địa phương đã bàn giao trước đây, công ty đã khai thác được gần 8 ha. Hiện tại, đơn vị còn hơn 3 ha để khai thác quạng phục vụ sản xuất của nhà máy. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến hoạt động của nhà máy thêm khó khăn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên cho biết, các khu tái định cư không được xây dựng, mặt bằng sản xuất cho nhà máy alumin nhân cơ vẫn rơi vào tình trạng ăn đong. Nếu thực hiện đúng theo kế hoạch, diện tích nguyên liệu cho nhà máy sẽ được bảo đảm đến hết tháng 4 năm 2024. Vì vậy, đòi hỏi các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ. Hôm nay, mùng 3 tháng 11, vào lúc 19 giờ 30 phút diễn ra lễ khai mạc giải bóng truyền vô địch quốc gia Cúp hóa chất Đức Giang năm 2023, các trận đấu vòng 2 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Nông. Vòng 2, Giải bóng truyền vô địch quốc gia Cúc Hóa chất Đức Giang năm 2023, tổ chức tại Đắk Nông từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 11. Khán giả được vào sân theo dõi các trận đấu miễn phí. Giải đấu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phối hợp với Liên đoàn bóng truyền Việt Nam, tổ chức thi đấu bảng C Nam và bảng D Nữ, mỗi bảng 5 đội, trước khi diễn ra lễ khai mạc. Lúc 17 giờ đã diễn ra trận thi đấu bóng truyền nam giữa hai đội Sanes Khánh Hòa và đội La Vi Long An. Sau lễ khai mạc sẽ là trận thi đấu bóng truyền giữa hai đội nữ Thanh Hóa và Hóa Chất Đức Giang. Các trận đấu sẽ được báo Đắk Nông xuất phát trên website báo vn và fanpage tin tức Đắc Nông. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Nông vừa ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi năm 2024 trong đó đặt ra mục tiêu tiêm phòng cho toàn bộ đàn châu, bò trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa. Đảm bảo tỷ lệ đạt ít nhất 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng đối với bệnh lở mồm long móng và 95% tổng đàn châu bò thuộc đối tượng tiêm đối với bệnh viêm da nổi cục. Thời gian tiêm phòng đối với vaccine lở mồm long móng đợt 1 dự kiến vào tháng 4 đến tháng 5 năm 2024, đợt 2 dự kiến vào tháng 10 đến tháng 11 năm 2024 đối với vaccine viêm da nổi cục tiêm một đợt chính trong năm vào tháng 5 đến tháng 6 năm 2024. Ngân sách tỉnh chi trả kinh phí mua vaccine, vật tư triển khai tiêm phòng lở mồm long móng, viêm da nổi cục cho đàn châu bò của các nông hộ chăn nuôi châu, bò. Đối với các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại có quy mô vừa và lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự bảo đảm kinh phí mua vaccine và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc của đơn vị mình theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tại địa phương. Số lượng vaccine tiêm phòng dự kiến lờ mồm long móng khoảng 52.000 liều trên một năm, viêm da nổi cục 29.000 liều trên năm. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.